Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Không chấp tất cả. Trên thế giới này, bất luận tốt hay xấu cũng đều dạy người ta khai ngộ. Tốt là dạy chúng ta giác ngộ từ chỗ tốt, xấu là dạy chúng ta giác ngộ từ chỗ xấu. Tốt và xấu đều có thể làm cho chúng ta giác ngộ cả. Nếu ta có thể giác ngộ cả từ tốt và xấu thì sẽ không có vấn đề gì. Còn nếu không giác ngộ ở cái tốt, chúng ta sẽ chấp vào cái tốt này. Nếu không giác ngộ ở cái xấu, chúng ta sẽ chấp vào cái xấu. Bất luận là chấp tốt hay chấp xấu, đó cũng đều là một thứ chấp trước. Một khi có thứ chấp trước như thế, chúng ta sẽ không thể nào thành tựu đạo nghiệp được. Chúng ta phải nhìn cho thấu suốt cả cái tốt và cái xấu. Nếu gặp thuận cảnh hoặc nghịch cảnh mà chúng ta đều có thể an nhiên xử sự, như vậy chúng ta mới không bị cảnh giới xoay chuyển. Trong Kinh Kim Cang có nói: nhất thiết hữu di pháp, như mộng quyển bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Nghĩa là tất cả các pháp hữu di trên thế gian giống như giấc mộng, đều không chân thật, lại giống như bong bóng nổi trên nước, cũng không phải là thật có. Cũng giống như cái bóng, thấy có đó mà nắm bắt chẳng được, lại cũng giống như giọt sương, như điện chớp, trong nháy mắt là tiêu mất ngay. Nên quan sát như thế mới thật là thấu suốt. Sau khi đã thấu suốt thì cần phải buông xả. Nếu như buông không xong và cứ chấp vào cái này, chấp vào cái kia, chúng ta sẽ không đạt được tự tại đâu. Dù là thuận cảnh hay nghịch cảnh, chúng ta cũng nên buông hết, cho đến một tơ hào cũng không chấp trước. Như thế chúng ta mới có thể đạt được tự tại. Giảng ngày 10 tháng 9 năm 1980. Ha ha ha, 问什么的说呵。